Xin chào tất cả các bạn nha, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của mình nha. Trong video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình AirDrop nhận 0.3 top căng ta nè các bạn. Thì chương trình AirDrop này đang đâm cho 4.500 winner may mắn này. Thì để tham gia game này các bạn cần click phần link mô tả dưới video bấm start. Sau đó các bạn click cấp trang các bạn. Rồi các bạn bấm vào continue nè. Rồi nhiệm vụ đầu tiên các bạn join group nè các bạn. Trên group các bạn join chào nha, click cấp trang các bạn. Anh đâu? Rồi 19. Rồi các bạn nhớ lưu cấp trang các bạn. Để mới join group được. Đây mình có mình join chưa các bạn? Đúng cấp trang là tự động nó join rồi các bạn. Ok mình đã join rồi, sau đó mình đập lên các bạn. Join tiếp kênh group này. Sao con bot này cấp trang như ta? Rồi các bạn bật up lên rồi các bạn. Để kiểm tra kênh group được cái sao mà con bot này rất. Rồi tiếp tục follow Twitter và like và bot nữa bạn. Trên Twitter nữa các bạn theo dõi nè các bạn. Rồi bạn lướt xuống bằng like nè. Các bạn tweet lên nè các bạn. Rồi sau đó bật up lên. Rồi sau đó các bạn follow Twitter nữa nè. Kênh thứ hai của nó nè. Rồi các bạn đập lên. Tiếp tục xuống tiếp kênh seller nữa nè. Rồi các bạn đập lên. Tiếp tục follow Twitter và review post cái nữa nè. Like nè, tweet nè. Rồi các bạn đập lên. Rồi bạn muốn submit detail nè các bạn. Rồi bấm don. Để chọn hai kênh group chưa không biết, một kênh group. Hai kênh group chọn rồi. Tiếp tục gửi đường link vào profile Twitter. Thì các bạn mở Twitter tất cả bạn gà nha các bạn. Rồi các bạn nhập ảnh avatar nó vào hồ sơ. Nó vào ba anh cùng nhập vào chia sẻ. Sau đó các bạn sẽ tiếp đăng kết vào support. Sau đó chọn chào kênh này đất nữa. Rồi chọn được xong bấm don. Sau đó nó hỏi tôi quyết không bấm Z. Sau đó các bạn submit địa chỉ với Polygon Matic các bạn. Thì các bạn dùng địa chỉ với ETH trên chocolate của tất cả các bạn. Hoặc là trên MetaMask của tất cả các bạn nha các bạn. Để cho bot này. Rồi sau đó thì các bạn việc lấy bấm vào sao tiết để cập nhật tài khoản của mình. Join vào kênh này rất support mình. Bấm vào sao tiết để cập nhật tài khoản mình. Rồi mình đã nhận được 0.3 tốc càng ta nè. Và việc lấy mình ghép mình chia sẻ cho bè những thằng kiếm tốc càng các bạn. Vậy video mình đến đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo của mình nha.